bao nhiêu tiếp tục quay cho em đi, tiếp tục quay cho em đi, em lấy clip này. Chém như vậy, rồi đi chém, thì chúng ta sẽ đón vào đây ba tay của chủ, chơi một cái cổ tay, chơi với ông đi thoát nước đó, vì hai người đó, bao bao cái đánh từng mấy chiêu đây ba người, đánh thứ ba chém, còn đứng dậy ra, bao con thế đâu con chém thôi, để ra, chặn đây, cổ tay chắc, mặt chặt, không được, ngã cái kéo. Đến chưa xuống đây, bóp cổ đây, mà mắt móc mắt đây, bên này mà lẩy một con, bên này lẩy một con. Thế này là trong phim, những cái tụi mà anh chị nó muốn chấn, muốn giết, nó bóp cổ, nó móc mắt luôn. Thì thằng này, bứt cái này, lăn lộn, nó đứng lên, nó đá, nó dệt cái gót vô, kéo cái kết cho đi. À. Kéo lên hết bên rồi. Cảm ơn thầy thì thật khó chứ là. Rồi, này cái nón bảo hiểm này, cái này là rồi. Chúng ta sẽ phải để lắng nghe, cái ghế đây, cho tay ra đấu phim, cô sẽ mở cho em là huấn luyện viên các cơ đơn thôi, huấn luyện các cơ đơn, đây thì cái này tạo dài, đây anh chị, tiền đâu con, tiền. Tiền đâu, phung là phải ôm mặt, lúc này có phải ôm mặt ra, nó cắt phim, nó xịt hai dòng siro máu, chảy giá, trong phim, nhấm này, ra phải, cái mặt đờ lắm cũng được, em làm đứng giúp, bật mặt liền, ôm mặt liền, đứng giúp cũng được, ờ đấy, thấy chưa, mặt sát này, tác giả cứu sát vào, thì camera nó không thấy giả, nó mặt ôm ở đây, đập, là bật ngửa ra. Này, cô đập đây, là mày vỡ mặt. Cái bàn này nó bằng cái gối này. Nhưng mà ta đóng phim. Ta chỉ thấy cái tay đánh cái cánh. Khán giả trên cái bố. Từng mặt em, nhưng mà chính là cái tay cô. Mặt cái cũng cái bàn này ra đây. Cô xong rồi, như thế nào đấy, cho đến về nhà Ron, như thế nào, đúng là 15. Nói cho mày biết vẫn chưa ra xong. Tiền tao mày cũng hỏi nhá, thì chết cái con. Này, chết con rồi đại ca, tha cho em đại ca, đúng rồi. Đúng rồi. Nói chuyện này không được, chết cái con, cho đứa đi, cho đi cái đấy mình về chờ, con nó chỉ ra chỉ đúng không, mà cái tay cô đập, con phải chứng xuất, mày không chứng xuất thì chết tao rồi, tiền đâu, má mình sao không tiền nhá, chụp con cháu tiền mày. Ôm liền chứ. Đấy là những cái diễn xuất của diễn viên đã cả đời, đúng không? Thế còn cái thằng say xỉn, ông anh ấy nó phải xỉn say, nó phải xỉn say, nó cầm cái chân lai nhé, nó đập em, thì phải tập cái chân xỉn, xì ke, nó phải tập chích. Ông trời ơi, phải học hết cái con này, đóng phim mà, cái gì cũng phải học. Làm anh công an thì đứng đàng hoàng này, bắt bẻ, cái động tác của công an bắt rất đẹp, giơ súng, bắn cô, giơ tay lên. Đấy, em dơ đây, thấy chưa? Nhưng mà cái này là cái cú cháy viên đầu tiên này, cái đập vào mặt nó này. Cái này chơi vào đây này, cái này hạt vào đây này, nó té vào này. À, thấy chưa? Thấy sự nghiêm túc. Đó. Đây là... Nó bắn mình. Phải ta ta kia. Nhưng cái này là cái né, cái viên đạn nó bắn vượt qua mặt. Chứ cái này là vừa rồi là thì cái này cũng đập vào mặt của Phương luôn. Bay vào bụng hạ luôn vào nhà, cái này. Được chưa? Còn cái thế mà cũng dơ như vậy. Nó né đây, nó vừa lên đây một cái nó xuống này, thì nguyên cái nách em xuống này. Thấy chưa, chơi nguyên cú này lên này, mặt mũi nó ăn máu đấy, một cái gối lên này, mà khống chế nó cái đoạn này. Đấy, nó báo đang dùng đi động tác để cái đầu tóc chưa, lật qua đây, à. Lật đây cái này xuống, phá rồi, hoặc đây, muốn đi mắt đang dọc đường gặp nhau. Bắt tay đối phương vào đây là gạt luôn, nắm tóc và đi rồi. Không thể nào mà vỗ tay luôn. Tôi xuống 8 rồi, mà những cái đòn này vụt của đó là kiệt đấy. Vâng, đòn nguy hiểm nhá. Mắt mẻ không hết em. Bắt em vào để vào phim. Để vì sao cho em một tay công an. Bắt cướp ngồi trên hai cái mô tô bay. Bay từ bên này bay qua. Đạp vào cái lòng của nhau đấy. Chứ cái này đấy.
người bắt tội phạm thì anh công an phải làm thật tội phạm xuống đất, rồi khóa nó mà những cái động tác này thì trong phim mà thì thằng tội phạm phải thôi thế nào phải học tất cả những cái này. Các thầy cho thì viên tập quý của mình bây giờ lịch sử em thấy có còn không? Còn tái hiện trên phim ảnh vừa rồi bác đóng cho phim Tây Sơn Ngọc Chiến làm nữ tướng như bà Bùi Thị Xuân đánh đánh mấy thằng cầu đó thì tái hiện ra dao và đao của mình hoặc cũng thế này em lấy cái đao với tôi không đây là cái thân thế thì nó phù thủy. Mềm mại nha, Hiếu ơi đi. Hiếu ơi đi, không cháu nữa. Hiếu, Hiếu. Chỉ lắc đây một phát, mình xả đây một phát vào ngay đòn. Là đi, phát đây cũng chém lên đầu. Lắc qua đây một phát, lắc lên đây một phát, mà xả xuống đây một phát, là ba chiêu rồi đó. Được không? Được chưa? Nó cũng chém như vậy. Chỉ cần lắc qua thôi, chặt một phát này cũng đứt rồi. Lên đây một phát này. Quánh rớt lên một phát là thằng nguyên một cái cổ đứt. Đấy là những cái động tác của mình sát thủ. Mà còn muốn đánh dài một tuần chết chen nào. Dạ. Một, hai, đuôi. Cô tấn công là có phải đuôi. Tiếp. Bốn bên này. Chém cô. Đâm cô. Chặt xuống. Cô hất qua thì em chém chân cô. Cô chém đầu. Dạ. Thấp xuống. Nào. Để cô lại chém chân cô. Con chém đầu cô. Con chém tới. Lắc qua đây, cái sản đây. Đó là dài. Dài ra để cho khán giả thấy được. Chứ đường nét mà xem. Á cái chết liền. Đi lấy tiền của dưỡng ai coi.